Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thứ hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 13 tháng 8 xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý. Tin lộ nguyên nhân nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong. Bệnh nhân 812 là nhân viên giao bánh pizza tại Hà Nội tiên lượng nặng. Lịch trình phức tạp của hai người mắc Covid-19 mới ở Quảng Nam. Quảng Nam tạm dừng nhiều hoạt động xã hội từ 0 giờ ngày 13 tháng 8. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thông tin đầu tiên tiết lộ nguyên nhân nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong. Nói về nguyên nhân nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng tử vong trong những ngày qua, bác sĩ Trần Thanh Linh, người hùng của bệnh nhân 91 người anh cho rằng so với đợt trước, tình hình dịch phức tạp hơn nhiều, các ca bệnh hiện tại có nhiều bệnh nền phức tạp gây khó khăn trong điều trị. Sáng 12 tháng 8, bệnh nhân 445 mắc COVID-19 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh sau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy là tính từ 24 tháng 7 đến nay, ngày 12 tháng 8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 5 ca mắc COVID-19 được chữa khỏi. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Thanh Linh, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, người được giao nhiệm vụ thiết lập, chịu trách nhiệm chuyên môn về hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Đà Nẵng cho biết, hiện nay, khu chăm sóc tích cực ICU tại bệnh viện phổi đang điều trị cho 14 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, trong đó có 2 bệnh nhân phải chạy ECMO, oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể, 4 bệnh nhân lọc máu và 8 bệnh nhân còn lại phải thở oxy. Nhận định về các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trợ Rẫy cho hay, nhìn chung, các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Đà Nẵng đều có bệnh nền, suy tim, suy thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, và đa số là người lớn tuổi, đa phần là trên 60 tuổi nên gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị. Mặc dù ngành y tế đã xây dựng hệ thống ICU tương đối hoàn chỉnh từ máy móc đến trang thiết bị cũng như sự chuẩn bị ngay từ đầu của Sở Y tế phối hợp với bệnh viện Đà Nẵng, các y bác sĩ đến từ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện phổi nhưng do bản thân bệnh nền của những bệnh nhân này đã có tỷ lệ tử vong rất cao nên khi nhiễm SARS-CoV-2 kèm thêm tổn thương phổi, bệnh lý trở nên nặng hơn, gây nhiều khó khăn cho y bác sĩ trong việc chữa trị. Nhiều bệnh nhân có nguy cơ tiên lượng tử vong cao, bác sĩ Trần Thanh Linh thông tin Người hùng của bệnh nhân 91 người Anh còn cho biết so với đợt trước, tình hình dịch phức tạp hơn trước rất nhiều. Trước đây, những người mắc bệnh COVID-19 đa phần là mắc bệnh ở cộng đồng, không có bệnh lý mãn tính và bệnh nhân còn trẻ, sức đề kháng tốt. Do đó, khi nhiễm virus SARS-CoV-2, cơ ừ, hội tự phục hồi rất cao, nhiều bệnh nhân thậm chí không có triệu chứng. Còn lần này F0 dù chưa xác định được, tuy nhiên có thể thấy xuất phát từ môi trường bệnh viện nên bệnh nhân đa số đều có nhiều bệnh mãn tính, cộng thêm mắc COVID-19 nên hầu hết các ca bệnh đều rất nặng. Chính vì vậy có nhiều bệnh nhân tử vong trong thời gian qua, bác sĩ Trần Thanh Linh nói. Nhiều người hỏi tại sao bệnh nhân 91 người Anh bệnh nặng như vậy mà mình có thể điều trị thành công. Thật ra thì bệnh nhân 91 trẻ tuổi, 43 tuổi, chỉ béo phì, không có thêm bệnh mãn tính, chức năng gan thận hay các hệ thống cơ quan rất khỏe mạnh. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân xuất hiện nhiều đợt nhiễm trùng, chúng tôi lập tức kiểm soát được. Có các bệnh nhân hiện tại, có bệnh nền phức tạp nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn so với trước đây. Phó trưởng qua hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trợ Rẫy lý giải. Theo bác sĩ Trần Thanh Linh, đến thời điểm hiện tại, các cơ chế bệnh sinh, nghiên cứu trên thế giới về virus SARS-CoV-2 đã khá rõ ràng so với lần đầu điều trị các ca mắc COVID-19 trước đây. Hiện nay, Bộ Y tế cũng như là tiểu ban điều trị phải thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị cho các ca nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là những ca nặng. Dưới sự chỉ huy của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, các ekip của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh Viện Pasteur đều tập trung lực lượng tinh nhuệ. Họ có những kinh nghiệm trong điều trị các trường hợp COVID-19 nặng, từ đó giúp chúng tôi, đội ngũ y bác sĩ có nhiều hướng, phương pháp xử lý, điều trị cụ thể hơn trong thời gian tới. Bác sĩ Trần Thanh Linh nhận định. Tiếp theo, bệnh nhân 812 là nhân viên giao bánh pizza tại Hà Nội tiên lượng nặng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tiểu ban điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân 812 là người giao hàng của cửa hàng bánh pizza trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội có diễn tiến bệnh nặng. Sáng nay 13 tháng 8, thông tin từ Tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trong số 883 ca mắc ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch có 409 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong số 374 bệnh nhân đang điều trị, hiện ghi nhận 15 bệnh nhân COVID-19 nặng. Các bệnh nhân nặng tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, 5 ca, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 4 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 5 ca, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội 1 ca. Các ngày gần đây, tiểu ban điều trị tiến hành hội trần điều trị các ca bệnh nặng, trong đó có 3 ca bệnh nặng đang được cả các, các chuyên gia tập trung thảo luận. Bệnh nhân 479 đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, hiện suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19. Bệnh nhân 416 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Cả bệnh đầu tiên trong đợt dịch thứ ba này đã 2 tuần chạy ECMO và bệnh nhân 812. Riêng bệnh nhân 812 là ca bệnh ở Hà Nội, 63 tuổi trú tại phường Phủ Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là người giao hàng của cửa hàng Pizza trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có diễn biến nặng. Bệnh nhân này là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 447 đi về từ Đà Nẵng, xét nghiệm tới lần thứ 3 mới phát hiện dương tính. Bệnh nhân 812 được đưa vào Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 với diễn biến tăng nặng nhanh, phải thở máy không xâm nhập. Bệnh nhân âm tính lần một với virus SARS-CoV-2, các bác sĩ tin lượng bệnh nhân nặng. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 812 tiếp xúc với bệnh nhân 447 trong 9 ngày từ 16 đến 24 tháng 7, trong đó có 2 ngày 23-24 tháng 7 là thời điểm bệnh nhân 447 có triệu chứng và vẫn đi làm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trường hợp bệnh nhân 812 cho thấy đã có thế hệ lây nhiễm thứ hai liên quan đến bệnh nhân từ Đà Nẵng trở về. Bệnh nhân 447 là thế hệ thứ nhất. Tin tiếp theo, Bệnh viện Bạch Mai bác tin đồn ca bệnh COVID-19. Tối ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ra thông báo bác tin đồn có ca dương tính trong bệnh viện này. Thưa quý vị, đại diện Bạch Mai khẳng định rằng, tính tới 19 giờ ngày 12 tháng 8, tại Bệnh viện Bạch Mai không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Cùng đó, bệnh viện lớn nhất cả nước cũng cho biết hiện đang kiểm soát rất chặt chẽ tất cả những người ra vào bệnh viện, bao gồm khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ. Toàn bộ cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh đều phải thực hiện tốt cách ly phòng dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt. Với những người có biểu hiện ho, sốt đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế này đều tiến hành lấy mẫu, làm xét nghiệm real time PCR, xét nghiệm khẳng định, phát hiện SARS-CoV-2. Chuyển sang tin tiếp theo, lịch trình phức tạp của hai người mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam. Thưa quý vị, hai ca mắc COVID-19 tại Quảng Nam đều là F1 của các ca cá bệnh trước đó. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Quảng Nam. 6 giờ ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố các ca bệnh từ 881 đến 883. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cũng thông tin về lịch trình 2 ca tại địa phương. Bệnh nhân 882 là nam, 51 tuổi, thường trú đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, là nhà mẹ, bệnh nhân 524. Theo điều tra dịch tễ trước ngày 26 tháng 7, người này sống tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 27 tháng 7 đến 28 tháng 7, bệnh nhân về Quảng Nam bằng tàu hỏa tại ga Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên cùng con gái. Ngày 28 tháng 7, người đàn ông được anh trai trở về nhà, tiếp xúc 6 người, có gái bệnh nhân được gì trở về xã Quế Anh Xuân, huyện Quế Sơn. Cùng ngày, bệnh nhân ra khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, cha mẹ bệnh nhân 524, sau đó người này về lại nhà tiếp xúc với cha. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân ăn sáng tại quán bún của bệnh nhân 626 tiếp xúc một số người hàng xóm. Sau đó người này chở cha ra tăm bệnh nhân 524, tại đây tiếp xúc với cô ruột, người bệnh và người nuôi bệnh cùng phòng. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân về lại nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 31 tháng 7, người đàn ông được đưa vào khu cách ly tập trung tại khách sạn Mỹ Sơn. Mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1 tháng 8 cho kết quả âm tính. Ngày 8 tháng 8 bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13 tháng 8 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và được đưa tới khu điều trị điện nam điện ngọc, bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Bệnh nhân 883 là nữ, 73 tuổi, ngụ tổ 22, Nam Diêu, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân sống cùng 3 người, người này là mẹ bệnh nhân 858. Từ ngày 9 tháng 7 đến 23 tháng 7, bệnh nhân điều trị tại khoa bỏng tầng 2, bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, người này tiếp xúc với 3 người đến chăm nuôi. Trưa 23 tháng 7, người phụ nữ về nhà tại Hội An bằng ô tô. Từ 23 tháng 7 đến 12 tháng 8, bệnh nhân ở nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và 8 người đến thăm. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Khi bệnh nhân điều trị tại khoa điều trị Điện Nam, Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Tình trạng bệnh nhân ổn định, không ho không sốt. Người này có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử điều trị bệnh về tim mạch. Tiếp cuối cùng cho bản tin hôm nay, Quảng Nam tạm dừng nhiều hoạt động xã hội từ 0 giờ ngày 13 tháng 8. Kính thưa quý vị, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, 12 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định tạm dừng các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 13 tháng 8 để phòng chống với COVID-19. Theo đó, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe dịch vụ, xe taxi, xe buýt liên tỉnh từ Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, trừ trường hợp đặc biệt về lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất. Đồng thời, tạm dừng hoạt động của các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, bán vé số dạo, các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, lễ nghi tôn giáo, các sự kiện khác tập trung quá 20 người tại công cộng, các khu điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người, các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ Đà Nẵng và các vùng có dịch, đón mới khách lưu trú từ Đà Nẵng và các vùng có dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng các hoạt động của các khu vui chơi giải trí, quán pub, quán bar, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, massage, dạp chiếu phim, dạp hát, vũ trường, cơ sở làm đẹp, hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm, học thêm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý kịp thời nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hải cho biết, từ 25 tháng 7 đến nay, khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, ngành y tế tỉnh tiến hành lấy 34.535 mẫu xét nghiệm, trong đó có 77 mẫu dương tính, hơn 23.000 mẫu âm tính, có 11.450 mẫu đang chờ kết quả. Toàn tỉnh hiện có hơn 37.500 trường hợp liên quan đang được cách ly, trong đó có hơn 3.200 người được cách ly tại khu cập trung, 304 người cách ly tại cơ sở y tế, hơn 33.900 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!